Bà cầm lấy. Bà ngồi đây, ghế đây cho kiểm tra. Hiện tại bà bây giờ thấy thế nào? Sáng có đau và khó chịu gì không? Bà mới mổ hôm qua đúng không? Bà tên gì đây ạ? Bà Nhấn này. Thế ở viện cháu thì ai giới thiệu mà bà biết đến đây mổ? Cháu hả? Bà đã cảm mẹ cháu? À Minh à? Minh. À chị May ở người nhà chị May ạ? Dạ vâng, bà nhìn thẳng đi ạ, chị chúc cho cháu nha. Cứ giơ tay cháu đi. Nhìn thẳng phía trước, đừng nhìn đèn, cứ nhìn thẳng phía trước. À, mắt trái, hôm qua mổ mắt trái đây hả? Hôm nay bà tốt quá, hôm nay rất là đẹp luôn. Mắt phải bà ấy quặn đi dưới. Cái mắt phải bà cũng mổ ở đây hay mổ ở đâu? 6 năm rồi. Chị người nhà của bà, chị nhìn lên trên mổ mắt này thì đẹp rồi, hai mắt nói chung là như thế này tốt nhá. Đây nhìn thẳng này rất tinh và đẹp về chính giữa, cái này tốt rồi. Nhưng mà mắt bên phải có một chút vấn đề là cái lông mi ấy, lông mi nó quặp vào trong, cái này là do tuổi già nhá. Ví dụ như góc ngoài này trong nhiều rõ hơn này. Đấy người nhà nhìn rõ không? Đấy là cái lông mi nhá. Thì cái riêng cái này nếu mà nó cộm khó chịu nhiều thì cháu vẫn phải xác định một thời gian nào đó nó mổ. Còn nếu mà bà bảo không, tôi cũng không khó chịu lắm thì có thể vấn đề. Nhưng mà nó vi đấy, nó quọt hẳn vào bên trong. Vi dưới cái mắt bên phải. Tôi anh làm lời nào người xưa tôi đẹp hôm nay. Cháu biết rồi, nhưng mà vấn đề nữa là cái mắt này nếu mà mổ cũng nhiều nguy cơ lắm. Bởi vì thực tế là mổ một lần rồi là một. Cái thứ hai cái mắt của mình nó trễ quá. Khi can thiệp thêm một lần nữa nguy cơ cũng... thì cháu bảo là nguy cơ cao thì bà nếu mà trong trường hợp mà nó không có chịu nhiều lắm thì có thể để trì hoãn một chút nữa nhé. Hôm nay cho bà về nhá, bà về bà phải dùng thuốc của chúng cháu là cái lọ thuốc hồng trong mắt là quan trọng nhất. Cái thứ hai khi mà đơn về nó sẽ thêm một hai cái thuốc nữa thì cứ sử dụng theo đơn, không rõ cái gì thì cứ gọi điện cho chúng cháu nhé. Cháu đang phát cho bà ấy một nọ, chỉ mua thêm một nọ nữa thì cần gì bán nữa đâu nhá. Cần cái gì thì cháu sẽ kê cho bà. Lúc nào bà ra ngồi ngoài kia đi. Cũng mua thêm để giữ chữ. Rồi, bà ấy sang đây cháu. Bà tên gì đây? Đức à. À, Đức à. Bà mổ mắt phải. À, cháu mình mổ cái nào cháu đi thôi. Bà hôm nay thấy mắt thế nào? Không nói mắt phải mổ chứ nó nói gì mắt trái đâu. Mắt phải nó cứ có cái nốt đen đen. Nốt đen đen? Hôm qua không thấy nhưng hôm nay thấy cái nốt đen đen hả? Ấy thì bây giờ hôm nay thấy. Ngoài cái vấn đề đấy còn có vấn đề gì nữa không ạ? Nhìn thì tốt sáng hơn, chỉ có chiều có cảm giác có con gì đen đen ở phía đằng trước có lơ lửng hả? Thì cháu nói luôn là đấy, chẳng qua mắt bà tinh hơn thì nó nhìn thấy đấy nhá. Và thứ hai là hôm nay mổ đến hôm nay thì theo cháu là nhìn mắt bà là khá tốt và cân hai bà giống nhau thì hôm nay có thể về được bà nhá. Cái này dạ. Cha mắt bên này mắt bà chỉ mổ ở đây là được độ gần tháng hết. Ừ. Kiểu như là nó vẫn có ảnh hưởng như là nó chưa bình thường mà nó chưa bình thường là cảm thấy nào mà chưa bình thường hả à, bà? Đây bây giờ thì nó cứ thấy nó thế nào ấy. Nó mướng, nó bận bận, nó giống như có cái gì đó trong mắt à? Rồi cái đấy thì không, bà đã cảm thấy trong kiểm tra cho chỉ cho người nhà nhìn thấy cái gì cộng. Em xin nghỉ 2 hôm rồi. Xin nghỉ 5 biết đâu anh trên cái tờ đơn.
em ghi tờ đơn dịch vụ của chúng bỏ cho em. Như thằng phía trước. Đây nha, cái này. Dịch ra tí. Đúng rồi, cái này thì đây là mắt mổ trước. Nói luôn là như thế này là cũng khá là tốt đây rồi nhá. Đấy, nó cân trong xương nữa. Chúng tôi nhận định thường là những cái này là ổn nhá, không vấn đề gì. Cái đây bên mắt phải là như thế này. Bên mắt phải đây vừa mổ qua mà được trong như này. Chính cái mắt này còn trong hơn cả mắt bên kia. Bạn vào đây được không? Cái thứ hai là bà nhìn xuống dưới đó, cháu xuống dưới một sân là cháu em dưới góc trên này này, để tôi chỉ về cái ánh sáng này. Cái góc trên của người nhà nhìn thấy một cái vẹt, nó hơi đường ngang ngang ở trên này các bạn. Đây ạ. Cái này là cái đường mổ vào. Cho nên khi mà bà mỗi lần chớp ấy, cảm giác có một cái gì đó lạ lạ. Bà cảm giác có gì đó lạ lạ ở bên trên này đúng không? Thì cái này là vết mổ. Thì tôi nói luôn là cảm giác bận bận đấy thì không sao đâu. Bởi vì chúng tôi rạch, bây giờ bao giờ ông rạch một cái đường đây để đưa cái đầu tít vào bên trong, vào trong mắt đây là chính cái đường mổ. Thì mình cảm giác mỗi lần chớp nó giống như chạm vào cái vùng đó. Thì đấy không quá ảnh hưởng, giống như chạm vào sẹo thì mình cảm giác nó đau hơi hơi bận bận, cái đấy không sao cả. Quan trọng sợ nhất là nó phản ứng viêm hoặc là đau nhức hoặc là những cái vấn đề khác thì đáng ngại hơn. Bà chỉ cảm giác hơi bận bận có như có cái gì đó ở phía trên mỗi lần bắt chớp. Thì cái đấy là đường mổ, cái đấy không sao, kể cả mắt này cũng sẽ có cái cảm giác đó nhá. Nhưng mà cái cảm giác cảm nhận đau thì nó sẽ khác nhau từ mắt một. Bà, cái mà bà đang nói thì theo cháu nghĩ cái đấy không có gì đáng ngại cả. Thì bà để ý hỏi cháu là như thế này. Với cái mắt mổ mới này, mắt kia thì không nói thêm làm gì cả, mắt này nhá. Ngày hôm nay, ngày mai và ngày kia, tức là mỗi ngày nó sẽ tinh hơn một chút. Thì cái đấy là chuyện bình thường. Nó là chuyện bình thường. Bà nếu mà sợ, thường là ngày thứ 2 hoặc thứ 3 tự nhiên mắt nó đỏ, nhìn mờ lại thì mới đáng ngại. Chứ bà đừng so sánh cái nhìn bên này, bên phải với bên trái. Bà để che cái mắt bên phải lại. Bà không để ý là ngày hôm nay và ngày mai nó sẽ sáng hơn. Nhưng tự nhiên ngày mai và ngày kia tự nhiên mắt đấy nó mờ thì mới là đáng ngại, hoặc là đỏ thêm thì khám lại ngay với chú cháu nhá. Còn theo tôi nhận định hôm nay bà là bà Đức đúng không? Hôm nay bà tốt và có thể về được nha. Vâng. Bảo ngay anh ấy để anh ấy tham gia với họ. Thế là cho bà ngồi ghế. Còn cái gì mà không rõ thắc mắc thì cứ hỏi cho cháu, cháu trả lời ngày hôm nay lúc nào được nha. Chúng tôi chỉ có một sự thay thôi. Vâng. Mắt bà có bị đau nhức không? Cứ về khoa phòng lên, tự nhiên về mà phát sinh thêm câu hỏi nào thì cháu sẵn sàng cho tư vấn. Còn ở đây bây giờ cháu đã khám sợ nâng thì... Bà đây tên gì nhỉ? Bà Trần Thị Thừa. Cái bài thăm thường ạ. Bà kết hợp ạ. Đây hôm qua bà mổ đầu tiên ạ. Không, bà ra đây bà mổ cắt cái cùng. À, bà phụ đây mổ đầu tiên ạ. Bà cầm đây cháu bà ạ. Bà đang cầm đây cháu. Mở mắt nhìn nào cháu nhá. Bà kết hợp mà cắt mộc, mộc của bà to quá thì để cắt như thế này thì đây là người nhà nhìn cái đường mộc này, đây là bác sĩ đã gọt đi rồi ạ. Đấy là bản thân là mộc to, sau này cái này bởi vì cắt cái này khá muộn cho nên nó sẽ tạo thành một cái sẹo. Các cô chú hiểu chưa? À. Nếu mà trường hợp mộc độ 1, độ 2 tôi nói là phẫu sau phẫu thuật nó sẽ trong veo cơ. Bà nhìn vào trong tường đi ạ cháu. Bà nhìn vào trong tường ấy. Bà nhìn sang bên này ạ cháu. Bà ơi. Bà nhìn thấy cháu. Bà liếc nhìn thấy cháu phải. Nhìn quay mặt. Bà nhìn vào bên này ạ cháu. Ủa, bà lại quay vào mặt. Nhìn mắt cái liếc mắt thôi. Ờ. Cái này cái thứ hai tôi muốn chỉ cho người nhà nhìn thấy. Để chỗ này là chúng tôi đã khâu đây. Riêng cái hợp mộc thì sẽ có khâu 5 sợi chỉ góc này. Nó sẽ cộm hơn so với các trường hợp khác nhá. Vâng. Những trường hợp mổ thí thể đơn thuần là không có khâu. Vâng. Trường hợp của bà thì chúng cháu thấy là mổ tốt rồi. Vâng. Nhưng mà bà bây giờ có một cái dấu hiệu rất khó chịu, đó là cộm và chảy nước mắt. Đúng rồi. Đúng chưa? Vâng. Lúc nào cũng thấy chảy nước mắt bởi vì có chỉ ở trong mắt. Vâng. Thì ngày hôm nay theo cháu là chưa về bộ. Vâng. Ngày hôm nay sẽ ở thêm một ngày nữa, ngày mai chúng cháu đánh giá nếu mà tốt thì mai về. Vâng. Nhá. Vâng. Được chưa? Vâng. Chứ còn mổ thì mổ tốt rồi chứ chưa có vấn đề gì đâu. Thì chúng cháu theo dõi thêm từ bây giờ mai thôi nhé. Chào chào bên mắt bên trái bên này là sao bà? Cũng mổ rồi nhưng mà thấy nó không trông được rõ. Bà mổ bao lâu rồi? Mổ tháng 12. Ui mổ đẹp thế này trông không rõ là do cái đáy mắt thôi. Đây này mổ rất là đẹp và cân này.
cái này trong veo luôn, các cụ khác ai cũng như thế này nhá. Cái thứ hai có cái lông mi này, đây là lông gọi là lông siêu, nhìn đấy này, bên trên này nó chọc vào mắt các cô nhìn thấy không? Vâng, có này đó. Còn bên này thì để chúng tôi chỉ quan tâm là cái đồng tử nó có tròn xoe hay không. Cứ nhìn mà tròn xoe mà chính tâm như thế này thì là tốt. Chúng tôi thì đánh giá là tốt, nhưng mà các bà thì cứ bảo bác sĩ nói thế nào ấy, tôi có nhìn thấy gì đâu mà tốt. Thì chúng cháu đánh giá là chúng cháu thấy cái hình thể đồng tâm ở giữa là chúng cháu đánh giá tốt, đó là như thế nhá. Còn tất nhiên là phụ thuộc nhìn sáng hay nhìn mờ nó còn do cái đáy mắt nữa, chứ còn cái thủy tinh thể nó chỉ cho cái hình ảnh nó đi qua thôi. Đó thì cái câu chuyện là như vậy. Chỉ cần bác sĩ thì cứ nói tốt và tôi chả thấy tốt theo nào. Cái đáy mắt nó giống như người bà. Thực sự là càng để lâu thì nguy cơ nó càng cao. Đó, chứ tại sao bây giờ phải mổ, phải lấy ra thì cái đáy mắt nó hồi phục nhanh được. Thì thôi, cái câu chuyện ngày hôm nay bà và kết hợp với cái độ tuổi như thế này thì cháu thấy là rất là thành công rồi. Thì đầu tiên chắc chắn là bà cũng rất lo đúng không? Nhưng mà mổ xong thì hôm nay cảm thấy gọi có cái gì đâu, bình thường. Nhưng hơi cộm tí, có khi là đáng nhẽ tôi mổ cách đây 10 năm thì sẽ khác đúng không? Rồi ok, của bà thì mai về nhé. Cho bà, mình nhà gửi cho bà ngồi dưới này. Bà ở đâu kính nhé? Bà làm đi. Cụ hết tên gì nhỉ? Các chị ạ. Vâng, nó ngoài kia có các chị. Mà cái mắt các bạn này sẽ là các chị chú ý và cái mắt có phải cắt chỉ một tuần sau khám lại không? Một tuần sau mai nếu mà ổn thì mai về, một tuần sau mới cắt chỉ cơ. Một tuần sau sẽ khám lại mới cắt chỉ. Bây giờ bà đi về nhà phòng được chưa cháu? Các cô thì như tiêm thuốc hay gì xong mới về phòng. Cháu thì là khám xong rồi, các cô xem nếu thuốc xong rồi thì về phòng. Bà ơi, hôm nay bà thì có đau không? Nhức à? Nhìn thì so với hôm qua đã thấy sáng hơn một chút nào chưa? Đêm qua nhức lắm. Thế đêm qua nhức có gọi các cô cho thêm thuốc không? Không, nhỏ không quan trọng, khi mà bà nhức hoặc bà khó chịu. Thế đêm ngủ được mấy tiếng? Đêm ngủ từ đêm đến sáng thôi. Đêm qua bà dậy. Ngủ được từ đêm đến sáng thôi á? Đêm qua đến sáng mà sợ quá chứ. Rồi, bà đang cảm thấy sao? 2 giờ bà dậy, không thấy bà kêu đau cả. Tôi nói này, bà thì quá lâu luôn. Nhìn cái dạng này toàn làm khó chúng tôi. Cho nên đây là chúng tôi cho thủy để bên mắt phải chứ mổ. Bà ti cái chán hay cháu ở đây? Ti chán à? Ti cái chán đấy bạn. Bà chịu khó một chút tại vì bà hơi thấp. Cái con nó đi thủy thế này mà đi mổ thì... Này, đen xi thì gọi là nâu đen luôn. Bà cứ kiểu đen kiểu cái này. Không, từ từ để nhìn cái hướng này chưa chuẩn. Đấy, nhìn nhận nâu đen tôi nói luôn, riêng cái thủy thể này mà lấy ra đâu không biết ở đây còn nọ thủy thể không? Bây giờ cái thủy thể của bà nó rắn, nó giống như cái silicon ấy, mà lấy ra đập nó đập phăng ra chỗ khác cho nó không vỡ lại đó. Thì tại sao cái trường hợp, riêng những cái trường hợp các cụ này thực sự là các cụ nhìn mờ rất là từ từ mà các cụ vẫn sỏ kim được? Bà gần đây bà vẫn sỏ kim được không? Mắt này luôn. Bà gần đây vẫn sỏ kim được đúng không? Vâng, từ 2 năm nay. Đấy, tức là chính vì đặc thù là các cụ không, bác sĩ nói thế nào thì tôi ở nhà tôi vẫn đọc báo, tôi vẫn sỏ kim được. Mà tại sao lại đè tôi ra mổ thì cái công việc này tôi không chấp nhận. Nhưng mà thực sự mà đến bây giờ là lúc mà không sỏ kim được nữa, coi như mắc tỉ luôn. Bởi vì cái nhân thủy thể của bà nó rắn nó dai lắm. Cháu hỏi thêm bà là bà có bị tiểu đường hoặc là huyết áp không? Không, đường dai này. Cái gì ạ? Không. Bà không bị tiểu đường tức là không uống thuốc hàng tháng đúng không? Không, cái này câu chuyện này mình không nói cái chuyện đấy gọi nhá. Cho nên là hiện tại bây giờ của bà thì chúng cháu vẫn tiếp tục theo dõi. Hiện tại mổ thì lấy ra thì lấy xong rồi, kính thể bên trong cân và riêng những trường hợp này khác, bây giờ khác của không dùng mũi trên này, cái chỉ này gần như phải cắt nhá. Tiền phòng bên trong thì tốt rồi, này vẫn phải theo dõi rất là sát luôn. Tại vì riêng hai ca kết hợp ở lại còn chắc là bà chưa. Bà tên gì nhỉ? Bà chưa về. Bà chưa về được nhé, chúng cháu vẫn phải tiếp tục thuốc cho bà. Hiện tại hai ca về thôi, ta nhấn với ca Đức rồi. Còn cho bà ra ngoài kia các cô thực hiện thuốc.
xong năm ngay thì năm xong năm chưa còn một cụ nghỉ luôn này. Chú